Trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lạc. Trong video hôm nay thì Duy trở lại với một cái chủ đề về sức khỏe. Và chủ đề của video hôm nay đó là hãy thấu hiểu những cái lời răn giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của Đại Danh Y Tuệ Tĩnh. Đại Danh Y Tuệ Tĩnh là người sống vào thế kỷ 14 ở Việt Nam. Ngoài việc là một danh y nổi tiếng thì ông còn được biết đến như là một thiền sư. Đại Danh Y Tuệ Tĩnh là người nghiên cứu chuyên sâu về những cái dược thảo thiên nhiên có nguồn gốc ở phía Nam, gọi là Nam Dược. Và Ngài chủ trương là dùng những cái dược liệu của người Việt Nam để chữa trị cho người Việt Nam. Đại Danh Y Tuệ Tĩnh còn để lại những cái lời khuyên được xem là những cái lời răn rất có giá trị và rất là hàm súc, đầy đủ ý nghĩa, giúp cho chúng ta có cơ sở để có được một cái cuộc sống trường thọ, khỏe mạnh và vô bệnh. Thì ai cũng biết rằng để có sức khỏe thì chúng ta phải dựa vào hai cái nền tảng cơ bản, đó là khí huyết phải đầy đủ, cái thứ hai là kinh mạch phải thông suốt. Khí huyết đầy đủ được tạo thành từ cái việc ăn uống, được tạo thành từ cái việc tiêu hóa thức ăn hay là chuyển hóa, chúng ta ngủ nghỉ và có một cái đời sống sinh hoạt hợp lý. Kinh mạch thông suốt tức là khí huyết được lưu thông và tất cả những cái độc tố đều được đào thải, làm cho dòng máu được tươi sạch. Chính hai cái điều kiện này là nền tảng để tạo nên sức khỏe, sức đề kháng của tất cả chúng ta. Và để có kinh mạch thông suốt thì chúng ta phải có được cái tâm thanh tịnh. Mà muốn có tâm thanh tịnh đó, thì chúng ta phải làm chủ được thất tình và lục dục, hay còn gọi là 7 cái tình trí và 6 cái sự ham muốn rất bình thường của tất cả mọi người. Và lời răn mà Đại Danh Y Tuệ Tĩnh để lại cho tất cả chúng ta đó là bế tinh dưỡng khí tồn thần, thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình. Thì trong video hôm nay Duy sẽ đi phân tích từng ý một để cho thấy được cái ý nghĩa và cái sự hàm súc trong những cái lời răn của Tuệ Tĩnh, và giúp cho quý vị có thể ứng dụng những điều này giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe thật là tốt. Duy đi vào cái ý đầu tiên, đó là bế tinh. Thì bế có nghĩa là ôm ấp, làm cho động lại, không cho thoát ra bên ngoài. Còn cái chữ tinh ở đây có nghĩa là những cái tinh túy trong thức ăn mà cơ thể của chúng ta chuyển hóa, những cái tinh chất, những cái gì mà bổ dưỡng còn mà cơ thể của chúng ta chắt lọc lại được, nó gọi là tinh. Vậy thì bế tinh có nghĩa là giữ lại những cái tinh túy, không có làm cho nó thất thoát, không có làm cho nó mất đi. Để làm được điều này đó thì chúng ta phải có những cái hoạt động, cách làm việc một cách điều độ vừa sức. Cái chữ tinh ở đây còn có nghĩa là cái tinh người, tinh khí. Ở người nam thì có tinh trùng, ở người nữ thì có noãn hoàng. Thì khi mà chúng ta bế tinh, nghĩa là chúng ta phải điều tiết trong cái việc sinh hoạt tình dục để không bị mất sức quá nhiều. Và Duy đi vào phân tích cái ý thứ hai, đó là dưỡng khí. Thì cái từ dưỡng ở đây có nghĩa là nuôi dưỡng, là làm cho lớn mạnh, làm cho nó tăng trưởng lên. Khí, khí ở đây là dương khí. Dương khí ở đây chúng ta phải hiểu là sự kết hợp giữa khí trời và những cái tinh chất từ trong thức ăn. Thì cơ thể của chúng ta đó, để tạo ra năng lượng tức là khí đó, thì chúng ta phải dùng khí oxy để oxy hóa những cái chất dinh dưỡng mà dòng máu của chúng ta mang đến cho tế bào, để từ đó tạo ra năng lượng cho cơ thể chúng ta hoạt động. Thì chúng ta có thể hiểu cái từ khí là như vậy. Vậy thì chúng ta hiểu là khí ở đây chính là nguồn năng lượng sinh học ATP được cung cấp đến từng tế bào của chúng ta. Để khí vận hành thì máu huyết phải lưu thông một cách thông suốt. Và khí chính là cái nguồn năng lượng để vận hành tất cả các cái cơ quan nội tạng của chúng ta. Các cơ quan nội tạng của chúng ta thường được cấu tạo bởi cái nhóm cơ, nó gọi là cơ trơn. Và cơ trơn là nhóm cơ hoạt động ngoài ý thức của con người và được điều khiển bởi cái hệ thần kinh thực vật. Và các hệ thống nội tạng cơ trơn này muốn vận hành thì phải cần có khí. Do đó chúng ta có thể hiểu là khí là cái không thể thiếu trong sự vận hành và hoạt động của tất cả các tế bào trong cơ thể của chúng ta.
Vậy thì dưỡng khí có nghĩa là chúng ta hãy tăng cường, chúng ta hãy nuôi dưỡng, làm cho cái năng lượng sống của chúng ta ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ. Và tiếp theo là Duy đi vào phân tích ý thứ ba, đó là tồn thần. Thì cái chữ tồn ở đây á, có nghĩa là bảo tồn, là động lại, là giữ lại. Thì thần, cái từ thần ở đây quý vị có thể hiểu là thần thái, là thần sắc của một con người. Một người mà còn thần thì là còn sống, một người mà mất thần nghĩa là sắp đi đến cái chết. Do đó nhìn vào một con người, chúng ta biết được thần sắc của người đó thì chúng ta có thể biết được sức khỏe của một con người. Nói khác hơn là tồn thần tức là bảo tồn cái sức sống của chúng ta. Thì tinh, khí và thần được xem là ba món quà quý giá của sức khỏe thể chất, hay còn gọi là tam bảo của sức khỏe thể chất. Tinh chính là nền tảng của khí, mà khí có đầy đủ thì thần mới vượng. Nói khác hơn là tinh, khí, thần có mối quan hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời. Tinh, khí, thần mà đầy đủ thì con người mới sáng suốt, mới minh mẫn, mới phát huy được cái trí tuệ của mình. Vậy thì có thể nói là bế tinh, dưỡng khí, tồn thần chính là ba cái điều mà chúng ta cần làm. Đó là ba cái chân kiền tạo nên cái sức khỏe thể chất của mỗi con người chúng ta. Và tiếp theo đây là Duy sẽ đi vào phân tích bốn ý còn lại, đó là thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình. Vậy thì thanh tâm có nghĩa là gì? Cái từ thanh trong thanh tâm có nghĩa là làm cho trong sạch, làm cho tinh tế, thanh lọc, cho nó trong suốt. Thì cái từ thanh này còn đồng nghĩa với cái từ thanh bạch nè, thanh nhàn, thanh đạm, thanh liêm, thanh nhã, vân vân. Vậy thì thanh tâm có nghĩa là làm cho chúng ta lúc nào cũng có cái trạng thái là thoải mái, là vui tươi, là thư thái. Để có sự thoải mái, vui tươi và thư thái thì chúng ta phải không làm những điều sau đây. Tức là chúng ta không đố kỵ, không ganh ghét, chúng ta không suy nghĩ mưu toan để hại bất kỳ ai. Và để thanh tâm thì chúng ta phải không lo âu, không muộn phiền quá mức, rồi không áp lực quá mức, rồi không đau khổ và không căng thẳng quá mức. Và để làm được những cái điều này đó thì chúng ta phải giảm bớt những cái ham muốn, những cái dục vọng, những cái sự tham lam về vật chất, vân vân. Ý tiếp theo mà Duy phân tích đó là quả dục. Thì cái từ quả trong quả dục có nghĩa là làm cho giảm bớt. Thì cái dục ở đây là sự ham muốn, sự sân giận, tham, sân, si, hay trong đạo Phật còn gọi là tam độc. Tam độc ở đây có nghĩa là ba cái độc tố mà nó làm cho con người không có được hạnh phúc, ba cái chất độc mà làm cho con người đau khổ. Giảm tham sân si là điều kiện để hóa giải tam độc, mà hóa giải tam độc chính là điều kiện để tạo nên cái hạnh phúc cho con người. Và tam độc không còn uất kết nữa thì những cái nội thương trong cơ thể của chúng ta sẽ không tồn tại. Hoặc nói khác hơn là những cái yếu tố gây hại cho lục phủ ngũ tạng sẽ chấm dứt. Mà lục phủ ngũ tạng được khỏe mạnh thì tinh khí thần mới thịnh vượng. Và đó là nền tảng để tạo nên cái sức đề kháng và cái sự khỏe mạnh của chúng ta. Ý tiếp theo mà Duy phân tích đó là thủ chân. Thì cái từ thủ ở đây có nghĩa là bảo vệ, là giữ gìn. Cái từ chân ở đây nghĩa là chân khí hay là dương khí. Vậy thì thủ chân nghĩa là giữ cho chân khí được bình hòa. Thì chân khí quý vị có thể phân tích sâu hơn, chúng ta có thể hiểu là gồm có chân âm và chân dương. Ở người nữ thì gọi là chân âm, ở người nam thì gọi là chân dương. Thì chân âm và chân dương mà tốt á, nghĩa là các cái yếu tố về cái hormone, nội tiết tố được vận hành, điều hòa. Cái chữ chân ở đây còn có thể hiểu là chân khí, là chân huyết, là chân hàn, chân nhiệt, là chân biểu, những cái biểu hiện ngoài da, và chân lý là những cái biểu hiện trong lục phủ ngũ tạng của chúng ta. Những cái tổn thương về lục phủ ngũ tạng sẽ gây nên rất là nhiều bệnh tật. Một người biết thủ chân sẽ không thức khuya để làm việc. Một người biết thủ chân sẽ làm việc vừa sức, không lao tâm lao lực quá mức. Cái ý cuối cùng mà Duy phân tích trong 7 lời răn
của đại danh y Tuệ Tĩnh, đó là luyện hình. Thì cái từ luyện ở đây có nghĩa là luyện tập, là thực hành, là rèn luyện. Hình ở đây là hình thể, là cái bề ngoài của chúng ta. Vậy thì luyện hình nghĩa là chúng ta phải siêng năng lao động, siêng năng vận động để máu huyết lưu thông. Chúng ta siêng năng tập thể dục, chúng ta siêng năng tập thể thao. Tuy nhiên, chúng ta luyện hình phải vừa sức. Bởi vì nếu luyện hình mà không vừa sức á, làm cho chúng ta quá sức thì sẽ tổn thương đến cái chân khí, làm cho cái tinh khí thần bị suy hao, và từ đó là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thông qua cái sự phân tích của Duy thì quý vị có thể thấy là cái nền tảng để tạo nên cái bí quyết về sức khỏe và trường thọ trong 7 cái lời răn mà Thiền sư Tuệ Tĩnh để lại cho chúng ta, đó là giúp cho chúng ta có thể làm chủ được cái thân và cái tâm của mình. Mà muốn làm chủ được thân tâm thì quý vị phải làm chủ được chính bản thân mình. Và khi làm chủ chính bản thân mình thì chúng ta sẽ có nền tảng sức khỏe tốt, và chúng ta không phải phụ thuộc vào thầy thuốc, chúng ta không phải phụ thuộc vào thuốc. Và quý vị thấy là trong tất cả những cái lời khuyên mà Tuệ Tĩnh để lại đó, không có cái lời khuyên nào về việc khuyến khích sử dụng thuốc để tăng cường và bảo vệ sức khỏe. Bởi vì thuốc có thể nói là một cái yếu tố phụ trợ, chỉ là hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta trong việc nâng cao cái sức khỏe, cái sức đề kháng mà thôi. Nói khác hơn thì thuốc chỉ giúp cho chúng ta chữa trị cái phần ngọn của bệnh tật, chỉ giúp cho chúng ta có sức khỏe tạm thời, chứ không phải là cái yếu tố nền tảng, cái yếu tố lâu dài để tạo nên sức khỏe của tất cả chúng ta. Cho nên quý vị phải có cái suy nghĩ là chúng ta phải cố gắng làm sao để không phụ thuộc vào thuốc, để có được một cái sức khỏe lâu bền. Nói tóm lại là nền tảng của sức khỏe chính là tâm thanh tịnh và an lạc. Mà tâm có thanh tịnh và an lạc thì tinh thần của chúng ta mới thực sự an lạc. Đức Phật đã để lại một cái lời khuyên cho nhân loại rằng để có tâm thanh tịnh thì chúng ta phải hóa giải được tham, sân, si. Đó chính là tam độc, là ba cái độc tố mà làm cho chúng ta bị suy sụp về sức khỏe, và chúng ta không thể tìm thấy sự hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống hiện tại. Quý vị nào mà giận nhiều thì hại gan, mà dâm nhiều thì hại thận, mà ăn nhiều thì hại ruột, ưu tư nhiều thì sẽ hại lá lách, mà sầu muộn nhiều thì sẽ nguy hại đến tinh thần, và nằm lâu tịnh dưỡng nhiều thì lại hại khí huyết. Do đó, để có nền tảng sức khỏe thì chúng ta phải thật sự cân bằng giữa thân và tâm, cân bằng trong việc ăn uống, sinh hoạt, lối sống và cái cách suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta phải là người làm chủ được cái tinh thần, làm chủ được cái cảm xúc, làm chủ được cái suy nghĩ và làm chủ được cái lối sống của mình, thì mới tạo nên cái nền tảng lâu bền cho một sức khỏe lâu dài. Duy hy vọng là cái video hôm nay sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn thấy video này có ích thì đừng quên nhấn like hoặc là like share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất là thường xuyên nha quý vị. Nếu như quý vị có bất kỳ cái câu hỏi nào thì hãy để lại cái câu hỏi đó trong cái phần comment ngay bên dưới cái video này. Duy nhất định sẽ đọc lại tất cả những comment đó và trả lời cho quý vị sớm nhất. Nếu như quý vị nào có muốn liên hệ trực tiếp với Duy thì hãy liên hệ qua cái thông tin ngay bên cạnh, theo Zalo hoặc là Messenger, qua cái số điện thoại là 081 867 2707, hoặc là gọi điện trực tiếp, hoặc là gọi điện qua WhatsApp thông qua số điện thoại là 0946 778 933. Chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh Duy Võ trong thời gian qua và đã xem video của Duy hôm nay. Một lần nữa, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video gần nhất, sớm nhất. Trân trọng mến chào.